Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của mình, anh Trèo. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác top 4 TV 55 inch đang được giảm giá rất sâu trong cái mùa dịch Corona này. Hiện tại em đang quay tại hệ thống siêu thị máy Ecomart để các bác cùng tham khảo. Các bác nhớ nhé, 4 chiếc TV 55 inch có giá tốt trong mùa dịch Corona để các bác có thể hình dung xem là cái giá của TV 55 inch thời điểm này nó như thế nào các bác nhé. Vị trí số 1 của top những chiếc TV 55 inch có giá thành tốt trong cái điểm dịch hiện tại thì em muốn giới thiệu với các bác là dòng 55GX650 của Bala. Cái này thì ra mắt năm 2019 và có thể trong năm 2020 thì Bala Select sẽ không ra mắt mẫu TV mới nữa. 55GX650 đang bán tại hệ thống siêu thị máy Ecomart là 15 triệu tặng kèm bộ dàn. Các bác không lấy dàn trừ 1,5 triệu, còn 13,5 triệu, bảo hành 2 năm tại nhà và nhập khẩu Indo. GX650 thì có một số cái đặc điểm mà các bác cần phải nhớ như sau. Con này thiết kế tràn 3 viền. Đây, viền cạnh hai bên và viền ở phía trên. Chân đế chữ V chống hai bên, chân đế kim loại. Các bác nhìn nhé. Đây, logo chính giữa có cái đèn để nhận tín hiệu điều khiển tại đây. Con này chạy Android 9.0, nhập khẩu Indo, bảo hành 25 và như các bác biết thì với những chiếc TV Android thì các bác có thể tải được vô số các ứng dụng giải trí đặc sắc trong cái kho ứng dụng Google Play hay còn gọi là Set Play. Đấy, xem phim, nghe nhạc, xem truyền hình rất là dễ dàng. Một trong những cái hay của cái con này thì nó có cả tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt, có sử dụng điều khiển thông minh, có hỗ trợ Google Assistant. Đây, các bác nhìn này, có sử dụng tấm nền IPS Super Bright, có công nghệ xử lý hình ảnh Dolby Vision, thiết kế borderless Dolby. Cái mã hàng GX650 thì trên nó thì còn có cả GX750. Tuy nhiên GX750 chỉ khác một chút là cái tấm màn của con GX750 nó mỏng hơn GX650. Còn về tính năng thì tương tự, không khác gì cả. Hai con giống hệt nhau, chỉ khác là thiết kế slim Dolby, tức là cái tấm màn, tấm lần của TV thì con GX650 nó sẽ dày hơn con GX750. Vị trí số 1 với GX650 với giá 13,5 triệu các bác nhé. Ở vị trí số 2 em muốn giới thiệu với các bác là con 55UM7600 của LG, một trong những chiếc TV được rất nhiều các bác quan tâm, có bình luận, gọi điện hỏi và mong em tư vấn giúp các bác. Con này thì em đã quay review khoảng đôi lần trong cái list video để phục vụ các bác rồi. 55UM76 tại Ecomart bán là 13,690 tặng kèm là một cái bếp từ. Các bác không lấy bếp trừ thêm 400. Tức là với giá này thì các bác cũng có thể mua trả góp 0%, tức là sẽ trả góp lãi suất 0% và chỉ không được tặng cái bếp từ thôi. Giá trả nguyên giá là 13,690, các bác trả trước khoảng 3,650, lợi lại 10 triệu trong vòng 6 tháng thì mỗi tháng các bác giả trung bình khoảng tầm hơn 1 triệu. 55UM76 nhập khẩu Indo giống con Bala 55GX650 ở cái đầu clip em quay, và con này cũng bảo hành 25. Khác biệt một chút của LG so với cả Bala chính là cái hệ điều hành. Với Panasonic thì nó chạy hệ điều hành Android, còn với LG nó chạy hệ điều hành webOS. Với webOS thì các bạn nhìn, hệ điều hành webOS của LG thì có cái giao diện rất là dễ dàng sử dụng. Tất cả các ứng dụng, tính năng điều chỉnh cài đặt của TV nó sẽ nằm ở trên một cái thanh menu ở phía bên dưới. Các bác có thể sử dụng phím mũi tên di chuyển và lựa chọn các cái ứng dụng hoặc tính năng bằng phím OK, rất là đơn giản. Đối với gia đình mà có người già và trẻ nhỏ thì các bác cũng có thể lựa chọn hệ điều hành webOS hoặc TizenOS của Samsung, bởi vì là cái giao diện dễ dàng sử dụng, cách thức để lựa chọn ứng dụng truy cập các cái tính năng giải trí nó vô cùng đơn giản. Con này thì sẽ có giá là 13,290 sau khi trừ hết quà. Bên em thì giao hàng lắp đặt miễn phí tại khu vực thành phố Hà Nội. Còn đối với các bác ở tỉnh thì em đã bán rất nhiều, Nam Định, Điện Biên, Thái Bình hoặc là ở trong Đồng Nai hay Sài Gòn thì sẽ tính qua phí vận chuyển của Viettel Post. Trung bình một chiếc TV như vậy thì có phí vận chuyển dao động từ 3 đến 500 nghìn các bạn nhé. Giao hàng miễn phí tận nhà, hàng mới nguyên hộp luôn. 55UM76 thì có một số công nghệ, một số cái tính năng đặc điểm các bác cần biết như sau. Con này có thiết kế tràn 3 viền tương tự như GX650 của Panasonic.
Tuy nhiên thì tấm lền của thằng LG là sẽ dày hơn một chút. Màn hình của con này thì cũng là màn hình IPS display, có cả 4K XDR, tức là cái tính năng có thể nâng cấp chất lượng hình ảnh, những cái khung hình tín hiệu đầu vào TV UMF6 thì nó sẽ nâng cấp lên đạt gần chuẩn 4K, chất lượng hình ảnh rất là đẹp. Có công nghệ âm thanh DTS V2X nữa, nó cho chất lượng âm thanh giống như các bác đang trải nghiệm trong rạp ạ. Con UMF7600 này thì có Bluetooth, có thiết kế chân đế bán nguyệt chính giữa. Đây các bác nhìn này, đặc biệt là cái chân đế của UMF7600 thì là chân đế hình bán nguyệt bằng nhựa, rất là chắc chắn. Một số bác mà để kệ thì có thể lựa chọn cái chân đế như vậy, nó sẽ mang lại cái điểm nhấn hơn là so với các cái dòng TV có chân đế chữ V chống ở chính giữa. 55UM7600 13290 thì các bác có thể là kết nối tất cả âm thanh của TV xuống hệ thống các dàn sau ba tai nghe, tay cầm chơi game có Bluetooth, lại có Bluetooth mà, và hệ thống các cổng kết nối thì có đủ hết các cổng kết nối để các bác có thể là trải nghiệm, như là có cổng anten, cổng USB, cổng HDMI, cổng optical. Đây, rất là nhiều cổng. Các bác nhìn thấy cổng ở phía sau không ạ? Một cái điểm trừ mà em không thích là đối với con UM7600 này, nếu mà các bác treo tường thì khi mà các bác cắm dây thì rất là bất tiện, bởi vì nó nằm ở phía mặt lưng chứ không phải nằm ở phía sườn như một số mẫu ở trên thị trường. Nằm ở lưng này thì khi các bác muốn cắm dây, cắm rắc thì rất là vất vả, bởi vì là khi mà cắm thì các bác treo tường hoặc các bác để trong cạ vị trí khó để có thể xoay trở tivi thì cắm rất là phức tạp. Có một số đặc điểm em quay nhanh con UM7600 để các bác cùng xem. 13.290.000 giao hàng miễn phí, lắp đặt miễn phí khu vực thành phố Hà Nội, các bác ở tỉnh thì sẽ tính phí vận chuyển các bác nhé. Cảm ơn các bác. Vị trí số 3 em muốn giới thiệu với các bác là con 55RU7400 của Samsung. Tại Ecomart đang bán là 15.490.000, tặng kèm các bác thêm một bộ dàn âm thanh của Samsung, dàn K30. Các bác không lấy dàn thì trừ thêm 1.500.000, còn khoảng 13.990.000. 55RU7400 là mẫu TV của Samsung được ra mắt năm 2019. Con này thì có một số cái thông số kỹ thuật cũng như đặc điểm tính năng mà các bác cần lưu ý như sau. Là một trong những chiếc Smart TV có độ phân giải 4K, tích hợp điều khiển One Keyboard thông minh, có tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt. Bảo hành chính hãng 25 tại Ecomart. Khi các bác mua ấy, thì trong 3 ngày đầu các bác dùng gặp lỗi của nhà sản xuất sẽ được đổi mới ngay. Con này thì có cả tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt rồi. Samsung thì chạy hệ điều hành TizenOS nên là khi mà các bác sử dụng nó cũng khá là dễ dàng, giống như webOS của LG vậy. Khi mà các bác ấn phím Home, phím Menu ở trên điều khiển của các bác thì tất cả những ứng dụng hoặc tính năng điều chỉnh TV nó sẽ xuất hiện ở bên dưới màn hình. Nên là di chuyển bằng cái phím mũi tên trái phải, sau đó lựa chọn bằng phím OK ở chính giữa phím điều chỉnh trên điều khiển thì rất là dễ dàng. Hệ thống các cái ứng dụng vô cùng đặc sắc và phong phú, bao gồm có YouTube, có FB Play, có Netflix, có MyTV, Clip TV, có rất là nhiều những cái ứng dụng khác nữa mà các bác có thể khám phá trong cái kho ứng dụng của Samsung. Khi mà các bác mua hàng trong đợt này thì Samsung còn tặng kèm theo một số cái khuyến mãi với các cái gói xem miễn phí các cái ứng dụng như Clip TV hoặc là Phim Cộng các bác nhé. Đấy thì các bác có thể mua và sau khi kích hoạt bảo hành thì kích hoạt những cái ứng dụng này lên và xem free luôn, không phải nạp tiền. 13.990.000 cho 55RU7400. Con này thiết kế viền nhựa màu bạc. Các bác nhìn này, viền nhựa màu bạc, chân đế nhựa chữ V chống chính giữa. Một cái điểm trừ của con 55RU7400 của Samsung là nó không có thiết hợp cổng 3.5 nữa. Tuy nhiên điểm cộng của nó thì wifi cũng như tốc độ xử lý, khi mà các bác truy cập các ứng dụng hoặc các bác truy cập vào cái trình duyệt web thì rất là dễ dàng, có thể load cũng như là lướt web, truy cập những cái ứng cái trang web tin tức hoặc là nghe nhạc hoặc xem phim bằng cái ứng dụng của Samsung, cái ứng dụng Internet Browser các bác nhé. Bluetooth của con 74 này thì cũng rất là khỏe, các bác cũng có thể là kết hợp âm thanh của TV ra dàn, ra tai nghe hoặc là tay cầm không dây, cực kỳ nhanh và đơn giản. 55RU7400 giá 13.990.000 ở vị trí số 3 các bác nhé. Vị trí số 4 là vị trí cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác là con 55X8000G. Giá tại Ecomart đang bán trong cái thời điểm dịch Corona này đang giảm còn 14.790.000.
em xếp nó ở vị trí cuối bởi vì nhất Sony cũng là một trong những cái thương hiệu, những cái mẫu TV mà được rất nhiều các bạn ưa chuộng và chọn lựa. Thứ hai là giá của này là đắt nhất trong phân khúc 4 chiếc TV trong thời điểm này. Giá 14.790.000 thì các bác sẽ sở hữu một chiếc TV như thế nào? Lamix 8000G thì là một chiếc TV thông minh của Sony trong năm 2019. Con này thì có thiết kế viền nhựa màu đen, đây viền này của nó là viền nhựa các bác nhé. Có sử dụng điều khiển thông minh, có tìm kiếm giọng nói và con này có chạy hệ hành Android. Trước mắt các bác là giao diện Android 8.0. So với cả của Bala ở vị trí số 1 thì về cái ứng dụng Android này, với các bác ưa thích công nghệ thì sử dụng rất là thích. Các bác lựa chọn hoặc là tìm tòi các cái ứng dụng ở trong cái kho của Google Play, tải về thử nghiệm và sử dụng phục vụ tùy vào nhu cầu của từng bác, học tập, giải trí, chơi game, xem truyền hình, xem phim, truyện rất là dễ dàng và đơn giản qua mạng Wi-Fi. Tại Ecomat bán 14.790.000, bảo hành 2 năm tại nhà. Khi mà các bác mua hàng thì bên em sẽ giao hàng và lắp đặt miễn phí cho các bác, lỗi đổi mới trong 30 ngày đầu tiên. 55X8000G thì có một số các cái thông số kỹ thuật mà các bác cần phải nhớ như sau. Con này thì chạy vào Android 8.0 và con này thì chưa có Bluetooth. Với những cái chiếc TV mà có Bluetooth thì đối với các bác mà có sử dụng dàn sao ba hoặc tai nghe hoặc tay cầm chơi game ấy, thì cái lối có Bluetooth thì nó rất là tiện. Còn không thì các bác sẽ phải tách âm thanh của TV xuống dàn hoặc loa vi tính hoặc âm ly cũ qua cái cổng cái lối 3.5 tích hợp ở phía sau lưng của TV. Các bác nhìn nhé, ba con TV trước ấy, bao gồm có Bala, có LG của Samsung thì nó không còn tích hợp cái cổng 3.5 này nữa. Tuy nhiên thì của anh Sony 8000G này thì nó vẫn tích hợp cổng 3.5. Nên là với các bác mà muốn hát karaoke bằng âm ly thì các bác có thể cắm dây 3.5 ra, rất là dễ dàng sử dụng. Con này thì là mẫu của năm 2019 và về cái công nghệ xử lý hình ảnh thì nó đã tích hợp 4K HDR rồi. Nên là các bác có thể là xem những hình ảnh với những cái độ chi tiết cũng như màu sắc do cái công nghệ 4K Xream Pro này nó xử lý, nên là hình ảnh trên con này cũng khá là đẹp. Mã hàng này thì xuất xứ Malaysia, được Sony bảo hành tại nhà trong 2 năm. Thiết kế chân đế kim loại chữ V chống 2B. Các nhìn nhá, đây là chân đế kim loại. Đấy. Trên của 8000 là 8500 thì 8500 là viền kim loại và có thêm Bluetooth. Nó có con chip xử lý X1 4K HDR, nó có chip mạnh hơn con này. Nên là giá thành nó sẽ đội hơn khoảng 5 triệu. Đấy, vị trí cuối cùng của clip là 55X8000G phục vụ các bác nhé. Tất cả các bác muốn mua hàng thì có thể gọi về hotline của Ecomart để được liên hệ hỗ trợ. Bên em sẽ hỗ trợ các bác tư vấn với các bác mà chưa tìm hiểu hoặc chưa có nhu cầu. Thì thời gian tới mà các bác có nhu cầu về những mẫu TV mới thì các bác có thể hỏi để bên em tư vấn hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác.